dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Cựu thủ môn Hoàng Anh Gia Lai, Bùi Tiến Dũng không bắt chính, U23 Việt Nam bay cao. Thủ môn người Hà Lan Gregor Sienma mới đây đã có đôi lời nhận xét về vị trí thủ môn của U23 Việt Nam, mà đặc biệt là trường hợp của thủ môn Tiến Dũng. Trong bản danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam gửi lên AFC chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2020, ông Park triệu tập 3 thủ môn đó là Văn Toản, Tiến Dũng và Y Elinie. Trong đó nhiều người nhận định cái tên bắt chính cho U23 Việt Nam tại giải đấu tới đây, nhiều khả năng là Văn Toản, người có phong độ cực tốt trong thời gian gần đây. Trái ngược với phong độ thăng hoa của Văn Toản, Bùi Tiến Dũng, người hùng một thời của U23 Việt Nam tại Thường Châu 2018 thì lại đánh mất chính mình một cách khó hiểu. Anh liên tục mắc những sai lầm khó tin ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn U23. Chỉ điều này đã trực tiếp khiến Bùi Tiến Dũng bị Văn Toản vượt mặt trong cuộc đua cho một vị trí trong khung gỗ đội U23 Việt Nam. Nhận xét về vị trí thủ môn của U23 Việt Nam, cựu thủ môn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Gregor Sienma chia sẻ với Southstar. Theo tôi, huấn luyện viên Park nên có toan tính riêng cho từng trận đấu ở vị trí thủ môn. Với cá nhân tôi, Văn Toản, người đang có phong độ cao, vẫn là người bắt chính ở trận đấu quan trọng để tránh những mất mát đáng tiếc. Tuy vậy, nếu đội nhà chắc chắn cho tấm vé đi tiếp hoặc chắc chắn đã có ngôi đầu bảng thì nên cho Bùi Tiến Dũng vào sân. Dĩ nhiên, nếu bạn muốn đội bóng đi sâu, Văn Toản mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tại giải U23 châu Á 2018, Tiến Dũng là chốt chặn đáng tin cậy của U23 Việt Nam, góp công lớn giúp thầy trò ông Park giành ngôi Á quân. Anh và đồng đội chỉ để thua U23 Uzbekistan với cách biệt tối thiểu ở trận chung kết. Nhận xét về năng lực của Tiến Dũng, Sienma nói: "Rõ ràng anh ấy là một thủ môn không quá tệ, tuy vậy anh ta đánh mất sự tự tin và huấn luyện viên chính là người có trách nhiệm giúp anh ấy trở lại với quyết tâm như ban đầu. Theo tôi, một khi sự tự tin của bạn bị đánh mất, điều đó thực sự rất khủng khiếp. Bạn sẽ có những pha bóng khó tin, khó hiểu, khiến đội nhà phải chịu những kết quả không được như ý. Những lúc như vậy, các huấn luyện viên và đồng đội cần có bài tâm lý để động viên Bùi Tiến Dũng, thúc đẩy tinh thần anh ấy trở lại. Bùi Tiến Dũng là một thủ môn khó hiểu, anh ta không phải là thủ môn quá giỏi, có chuyên môn tốt. Nhưng theo những gì tôi thấy trên các video quay lại tại vòng chung kết U23 châu Á 2019, anh ta có hàng chục pha cản phá, có thể gọi là khó tin. Tôi nghĩ điều này giúp anh ấy thực hiện những pha cứ thua xuất thần. Đó không phải là vì chuyên môn mà nằm ở sự tự tin. Anh ấy luôn tự tin với những quyết định của mình, dù nó có thể là không đúng lắm với chuyên môn của các thủ môn. Nhưng tại giải đấu năm đó, anh ấy thành công gần như là tất cả. Tuy vậy, suốt thời gian từ đó đến nay, anh ta dường như đánh mất thứ vũ khí đó rồi, Sienma nhận xét. Gregor Sienma là thủ môn được đào tạo bài bản ở châu Âu. Anh từng thi đấu rất nhiều câu lạc bộ danh tiếng như là MK Dons, Heerenveen. Sienma từng có thời gian chinh chiến ở V-League dưới màu áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2019. Tuy vậy, anh đã sớm bị đội bóng Phố Núi thanh lý hợp đồng vì những lý do bên ngoài sân cỏ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.